Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với video thứ 3 của Spot Hùng. Hai video trước thì một video Hùng giới thiệu về các mẫu giày chạy thời trang lai linh giảm giá 60%. Video thứ hai đó là giới thiệu về các mẫu giày nữ thời trang lai linh giảm giá 60%. Và sau đây sẽ là giới thiệu các mẫu giày nam lai linh giảm giá 50-60%. 4 mẫu giày mà Hùng sẽ giới thiệu đến các bạn sẽ xuất hiện ngay sau đây. Lai linh AITM 01105, Lai linh AITN 001, Lai linh AITM 081 và cuối cùng là Lai linh AITM 071. Ok, đầu tiên với mẫu giày Lai linh AITM 105, mình sẽ lấy lại màu sắc. Đây chính là màu sắc chính xác của đôi giày màu cam đen. Để nó lại gần thì màu sắc nó sẽ bị sai, nó sẽ hơi bị lóa sáng. Đây là màu sắc chính xác mọi người. Đây này, đây là màu sắc đang chính xác. Đó, thì đôi giày này đó là nó áp dụng dòng đế công nghệ mới nhất của hãng Lai Linh được phát triển và cho ra mắt vào giữa năm 2017. Và mẫu giày đầu tiên mà dòng đế này áp dụng là mẫu giày Lai Linh AITM 067. Trước thì Hùng bán đôi đấy rất nhiều nhưng đợt này thì không nhập được sale. Đây mọi người có thể nhìn thấy, với công nghệ đế này Hùng đánh giá là một trong những, nó là dòng đế. Nói thẳng luôn, trong tất cả những mẫu giày ngoài dòng cao cấp ra thì nó là dòng đế êm nhất và nhẹ. Nhẹ nhất thì Hùng nghĩ là dòng đế Lai Linh Saga, bởi vì đế nó sẽ mỏng hơn. Tuy nhiên với dòng đế này thì đôi giày cũng rất nhẹ, và đặc biệt nó rất là êm, giảm chấn rất là tốt các bạn ạ. Bây giờ nói thật là Hùng yêu thích bán các mẫu giày về dòng đế này nhất. Giá gốc của đôi giày này là 499 tệ, nó là dòng tầm cao của hãng Lai Linh. Chỉ dưới tầm cao cấp thôi, chỉ dưới dòng cao cấp cho vận động viên thôi. Thì giá gốc nó là 1.740.499 tệ đó các bạn. Và bây giờ Hùng đang nhập được đợt hàng sale thì Hùng sẽ bán cho các bạn với giá 880.000. Tuy nhiên thì mấy hôm nay bán thì cũng gần hết rồi. Nói thẳng là đến khi mà mọi người xem được video này thì Hùng cũng không chắc là nó còn hàng hay không. Mẫu giày này thì chỉ còn size 40 và 41 thôi nha mọi người. 40 và 41. Hùng nghĩ rằng tí nữa Hùng sẽ check các tin nhắn, các khách nhắn tin cho Hùng thì chỉ sợ là nó không còn. Tuy nhiên khi xem được video này mọi người cứ liên hệ Hùng xem, nếu còn thì Hùng sẽ để cho. 1.740.000 siêu còn 880.000. Đây, công nghệ đây là cái nào. Đây là lớp da nhé, lớp da rất chắc chắn với đường may rất là đẹp này các bạn. Đây, cái này thì có hai lớp, một lớp lưới bên ngoài và lớp lưới bên trong, là hai lớp lưới giúp cho đôi giày thoáng khí. Đây cũng là kiểu lưới này, nó rất là bồng, nó rất là bồng và đeo rất là thoải mái cho chân. Đôi giày này về công nghệ thoáng khí của nó thì rất là tốt. Với chất liệu da, chất liệu dệt của nó, đây nó không những có lớp dệt bên ngoài, nó còn lớp dệt bên trong. Đại loại là nó rất chắc chắn nên mọi người yên tâm, nó không bị rách được, không bị bục được đâu ạ. Đây này, với cái chỗ, những chỗ này hay bục này, thì ở đôi giày này Lai Linh nó sử dụng cái lớp da này. Với lớp da này thì mọi người khỏi lo bị bục. Một đôi giày tầm cao của Lai Linh giảm giá 1.740.000 còn 880.000, chỉ còn size 40-41. Size 42 thì Hùng bán hết mất rồi. 42 hết mất rồi. Đôi giày thứ hai đó là mẫu giày Lai Linh AITN 001. Mẫu giày bán được nhiều nhất, doanh số lớn nhất của Hùng từ trước tiếp giờ. Hùng bán hơn 100 đôi, không bốc phét một chút nào cả. Mẫu giày này là thuộc giày tầm trung của hãng Lai Linh. Đây là công nghệ điển hình của hãng Lai Linh. Công nghệ có thể nói là dòng đế lâu đời nhất của hãng Lai Linh. Nó có chống lật nha các bạn. Với dòng đế này mọi người không lo lật cổ chân nhá. À đúng rồi, đôi này cũng có chống lật nhá, mọi người không lo lật cổ chân. Với dòng đế này thì độ êm của nó trung bình. Thực ra thường thì Lai Linh họ không làm êm, họ không làm êm lắm đâu. Cho đến dòng này ra đời thì nó êm hơn này. Dòng đế này ra đời nó êm hơn này. Đó, với mẫu giày này thì giá gốc của nó là 1.250.000 và Hùng giảm chỉ còn 550.000 thôi. Thực ra Hùng nhập cao hơn đợt trước Tết, tuy nhiên thì nói chung là bán cho anh em quen rồi, đâm ra là bây giờ tăng giá lên một chút thì hơi ngại, nên vẫn quyết định để giá 550.000. Đây, chất liệu da của đôi giày ấy, nó cũng rất xịn và chắc chắn. Cùng với các đường này là cái lớp lưới xanh này, thì nó giúp cho đôi giày thoáng khí rất là tốt. Phía trên này thì cũng là lớp đệm lưới này, đệm lưới đây này, giúp cho chúng ta đi rất là thoải mái và nó thoáng. Chất liệu da này thì nó rất chắc chắn rồi, mọi người hãy xem lại chất liệu da đấy. 1.250.000, sale còn 550.000. Còn size 39,5 một đôi, size 40-41 đại loại chỉ còn 2-3 đôi thôi.
size 42 thì còn một đôi size 43 thì cháy hàng rồi. Đó, số lượng còn rất là ít thôi, mọi người hãy nhanh tay liên hệ Hùng nha. 1.240.000, 1.250.000 sale còn, sale còn 550.000. Tiếp theo nữa đây là để dòng đôi giày Lining ITM 081 màu trắng. Thì đây đôi này là đôi Hùng mà đang đi nha mọi người. Đây là đôi Hùng đang đi. Do Hùng thích dòng đế này lắm nên là Hùng chọn đôi này đi. Đôi giày trước đôi này Hùng đi cũng là đôi này nhưng mà nó là màu xanh dương. Lớp da của nó thì theo Hùng đánh giá thì lớp da của nó có phần có thể nói là kém cạnh so với đôi 105 một chút. Công nghệ khoáng khí của nó là các lỗ thông khí đấy ạ. Lớp da của nó thì cũng khá mịn. Lớp da khá mịn và cũng khá xịn. Nhưng mà vì độ chắc chắn ở lớp da thì nghĩ là đôi 105 sẽ nhỉnh hơn. Đây là công nghệ các lớp vải vải dệt của Lining rất là chắc chắn. Về phần này thì ít bị tác động lực nên là cùng chúng ta cũng không lo. Chất liệu này thì nó thiết kế nó phải tính toán đảm bảo hết rồi. Dòng đế là dòng đế Hùng nói đấy. Dòng đế êm nhất. Trừ dòng cao cấp ra, dòng cao cấp thực ra nó không êm các bạn. Nếu các bạn đã đi từng các dòng cao cấp rồi. Dòng cao cấp thì chỉ có duy nhất một dòng đế là Hùng thấy nó êm. Còn các dòng khác thì nó vẫn khá cứng. Thực sự dòng cao cấp, nếu mà cho Hùng đi dòng cao cấp Hùng sẽ không đi. Hùng sẽ chỉ đi dòng tầm này đấy. Cao cấp nó gọi là đế dày hơn một tí thì nó lâu mòn hơn. Hùng còn nói thẳng nó lâu mòn hơn nhưng chưa chắc đi đã êm bằng đôi này. Dĩ nhiên cao cấp đế nó dày nên nó khá nặng. Hùng không thích đi dòng cao cấp đâu. Nó đắt tiền đấy nhưng mà Hùng không thích đi đâu. Hùng thích đi dòng tầm này thôi. Mình đổi giày được. Dòng cao cấp thì theo Hùng nghĩ là nó cũng chỉ đi bền hơn đôi này 1-2 tháng thôi. Cùng lắm là 2 tháng thôi. Đôi này đi rất là nhẹ. Dòng cái này đi rất là nhẹ, rất là êm, đang là đôi giày Hùng đi. Trước kia thì Hùng rất thích màu sắc nhưng bây giờ Hùng chuyển sang phong cách nhã nhặn một chút. Màu sắc lè lẹt nhiều quá rồi, bây giờ chuyển sang phong cách trắng. Trắng xanh chuối đơn giản như này. Đôi này thì Hùng chỉ còn duy nhất size 41 thôi mọi người nhá. Duy nhất size 41, duy nhất một đôi size 41 thôi. Giá bán là 850.000 và giá gốc là 1.740.000. Đó. Và đôi cuối cùng muốn giới thiệu đến mọi người đó là đôi Lining AITM 071. Hôm nọ có khách cứ hỏi đi hỏi lại hàng chính hãng không em. Đã khẳng định hàng chính hãng rồi. Đến lúc ông vào đây ông mới thực sự tin vì ông đến tận đây xem giày. Không khác gì ngoài store hết. Ngoài store bán đôi này 1.650.000. Giá gốc của đôi này là cũng là 1.740.499 tệ. Đây là dòng đế Chenlong TD bản rút gọn của đôi giày mà vận động viên Chenlong đi. Đây là được đánh giá là dòng đế dày nhất của hãng Lining trừ dòng cao cấp. Trừ dòng cao cấp đây ra đây là dòng đế dày nhất. Cùng với đó là có công nghệ chống lật giúp mọi người yên tâm khi di chuyển nhá. Tiếp theo là lớp da này thì nó sẽ giúp cho đôi giày bảo vệ đôi giày chắc chắn ở hai phía hai bên. Khi mà ngón chân của chúng ta tác động lực vào thì nó rất là bền và chắc chắn. Lớp lưới này, nói chung Hùng không hiểu nó là chất liệu lưới gì nhưng mà nói chung là nó chắc chắn dã man luôn. Khỏi nghĩ rồi đôi giày này. Cái này thì cũng là cái đệm này rất là êm mà nó thoáng khí. Nên nó còn có thiết kế rất là độc đáo, nó có cái xích sách ở đằng sau giày này, nó rất là hay. Đó, đôi giày này thì Hùng chỉ còn size 41 và size 42 thôi mọi người nhá. Một đôi 41 và một đôi 42. Mã là Lining ITM 071 màu xanh dương, đôi này rất là đẹp. Đôi giày này là giảm ít hơn các đôi kia. Đôi giày này cũng 1.740.000 nhưng giảm còn 920 nha mọi người. 920.000 AITM 071. Mọi người cứ thử lên mạng search hết các mẫu giày mà Hùng, mã giày mà Hùng giới thiệu xem. Đôi này mọi người search ra kiểu gì cũng 1.6, 1.650. Đôi này mọi người search ra thì ít nhất cũng phải 1.3, 1.4. Đôi giày này thì nó rơi vào thường nó rơi các shop bán khoảng 1.1. Còn đôi giày này thì nó cũng rơi vào khoảng 1.3, 1.4. Bán ngoài store đó. Hàng chính hãng 100%, có thể trực tiếp các bạn check code theo các video hướng dẫn trực tiếp trên kênh YouTube Sport Hùng Badminton của Hùng. Và sản phẩm chất lượng 100%, tuy nhiên Hùng nói thẳng Hùng không bảo hành. Còn vì sao thì thực ra thì Hùng cũng không thích kiểu lằng nhằng bảo hành thì bảo hành cái gì. Nói thật Hùng hỏi bảo hành giày bảo hành cái gì. Nhỡ không may, nói chung là bán rẻ như thế rồi, hàng chính hãng 100% là toàn mẫu mới thôi. Nói chung từ lúc Hùng bán Hùng chả có một khách nào Hùng phải bảo hành như hết cả. Nó không gặp vấn đề bất cứ một vấn đề gì về chất lượng. Còn nếu hỏi Hùng bảo hành hay không thì Hùng sẽ nói thẳng là không bảo hành. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Hùng.
Nếu mọi người cứ cứng nhắc là đòi bảo hành thì thôi mọi người ra store mua. Không, Hùng nói thẳng đấy, ra store mua. Còn chất lượng store thì ở shop Hùng nó như nhau thôi. Hùng nói thẳng ở store nhé, họ bảo bảo hành cho bạn nhưng đến lúc nó gặp vấn đề ấy, chưa chắc đâu. Còn đây Hùng chỉ bán hàng sale giảm giá rẻ nhất có thể rồi thì không bảo hành nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng là mọi người sẽ sắm cho mình, đầu tư cho mình một đôi giày đúng thời điểm và một đôi giày chất lượng nhất. Cảm ơn.